Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn một vấn đề là nếu mà công ty của các bạn mà chưa góp vốn đủ điều lệ mà có đi vay thì cái chi phí lãi vay của mình đó nó có được tính vào chi phí hợp lý hay không? Được chưa các bạn? Nếu mình chưa góp vốn đủ điều lệ mà mình có đi vay thì trường hợp thứ nhất là vay mà nhỏ hơn số vốn, nhỏ hơn cái phần mà góp vốn thiếu. Còn vay mà lớn hơn cái phần góp vốn thiếu thì sao? Ví dụ công ty của mình là 10 tỷ mà đã góp 9 tỷ, vậy còn thiếu 1 tỷ thì đi vay 1 tỷ thì chi phí lãi vay trong trường hợp này làm sao? Nếu mà vay 3 tỷ tức là lớn hơn cái 1 tỷ đó thì chi phí lãi vay trong trường hợp này làm sao? Ok, rồi các bạn hiểu bài toán chưa? Thì mà căn cứ pháp lý á thì các bạn xem điều 4 của thông tư 96, người ta có nói nè. Thông tư 96 sửa đổi bổ sung thông tư 78 về thuế nhập doanh nghiệp, người ta có nói nè các bạn. Chi phí mà lãi vay á tương ứng với phần vốn điều lệ. Còn thiếu theo tiến độ góp vốn trong điều lệ của doanh nghiệp. Được chưa bạn? Kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất rồi nha. Thì chi phí trả lãi vay trong quá trình đầu tư ghi nhận vào giá trị, có nghĩa là bao gồm cả cái trường hợp mà ví dụ chưa góp đủ vốn mà có đi vay mà các bạn vốn hóa vào 241 á, được chưa? Thì người ta nói như sau nè. Ok, người ta nói như sau nữa các bạn. Trường hợp mà doanh nghiệp đã góp vốn đủ điều lệ, đã góp đủ vốn rồi á thì có đi vay thì toàn bộ chi phí lãi vay được tính vào chi phí hợp lý. Được chưa? Nhưng mà trong trường hợp đây thì nó liên quan tới cái mà giao dịch liên kết chẳng hạn, thì các bạn xem tiếp cái phần mà bên giao dịch liên kết nha. Còn tôi đặt cái trường hợp là đi vay mà nó không có thỏa mãn cái vấn đề giao dịch liên kết. Nếu mà liên quan đến giao dịch liên kết thì cái chi phí lãi vay nó bị khống chế theo nghị định 132. Còn cái trường hợp đây tôi nói là nó không có liên quan gì tới giao dịch liên kết hết, cho các bạn dễ hình dung. Rồi, chi phí trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn nè thì sẽ không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, gồm những trường hợp như sau. Trường hợp 1 á là số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ chi phí lãi vay này không được trừ. Các bạn hiểu ý chỗ này chưa? Ví dụ vốn điều lệ của các bạn là 10 tỷ mà các bạn mới góp 8 tỷ thôi, các bạn còn thiếu 2 tỷ, các bạn đi vay ngân hàng mà từ 2 tỷ đổ lại thì tương ứng với chi phí lãi vay của 2 tỷ đó sẽ thuế sẽ không có chấp nhận. Tôi ví dụ cho các bạn xem. Doanh nghiệp A mới thành lập 20 tháng 1 2014 có vốn điều lệ 10 tỷ nè. Doanh nghiệp góp vốn 3 đợt là đợt 1 5 tỷ, đợt 2 3 tỷ và đợt 3 là 2 tỷ. Như vậy tổng 3 đợt á là 10 tỷ, đúng không? Như vậy mình mới xem coi doanh nghiệp này đi vay từ lúc nào. Như vậy 2014 là mặc dù góp vốn thiếu 2 tỷ nhưng mà không đi vay thì không ảnh hưởng chi phí lãi vay. Nhưng qua 2015 nè là doanh nghiệp bắt đầu đi vay từ ngày 1 tháng 1 2015 là người ta vay là 1 tỷ. Như vậy là 1 tỷ này là nó nhỏ hơn cái phần mà làm sao đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 á, là còn thiếu mấy tỷ các bạn? Còn thiếu 2 tỷ. Nhưng mà đến ngày 1 tháng 7 năm 2015 là đã góp đủ 2 tỷ rồi. Như vậy tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 trở đi thì xem như là doanh nghiệp đã góp đủ vốn rồi, thì toàn bộ chi phí lãi vay từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 trở đi á, thì thuế sẽ không có chấp nhận. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 trở đi á, là thuế phải chấp nhận 100% chi phí lãi vay, vì từ ngày 1 tháng 7 2015 mình đã góp đủ 2 tỷ rồi. Như vậy cái công ty này nó sẽ xảy ra cái trường hợp là chi phí lãi vay thuế sẽ không có chấp nhận từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 tới ngày 30 tháng 6 năm 2015. Như vậy mình phải tính cái chi phí lãi vay tương ứng với 1 tỷ từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 là bao nhiêu tiền, thì tương ứng với phần chi phí lãi vay đó thuế sẽ không có chấp nhận 100% luôn. Như vậy là chi phí lãi vay từ từ tháng 1 đến tháng 6 nè là 1 tỷ nhân cho 10% và chia cho 12 và nhân cho 6 tháng thì nó ra 50 triệu. Như vậy 50 triệu này thuế sẽ không có chấp nhận là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế nhập doanh nghiệp,
Bởi vì 1 tỷ này làm sao các bạn, nó nhỏ hơn 2 tỷ còn gốc thiếu nè. Tới 31 tháng 12 mới gốc, tới 31 tháng 12 2014 là mới gốc có 8 tỷ thôi. Như vậy còn thiếu 2 tỷ mà mình đi vay 1 tỷ. Như vậy là 1 tỷ này nó có phải là nhỏ hơn hoặc bằng vốn điều lệ còn gốc thiếu nè. Như vậy là chi phí lãi vay tương ứng với lại 1 tỷ này đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 thì thuế sẽ không có chấp nhận. Còn từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 trở đi thì tương ứng với lại phần chi phí lãi vay là thuế phải chấp nhận 100% vì đã gốc đủ vốn điều lệ rồi. Dễ hiểu rồi nha. Bây giờ qua trường hợp thứ hai, người ta nói nè, nếu mà số tiền vay mà lớn hơn vốn điều lệ còn thiếu thì như thế nào? Ok, hồi nãy là số tiền vay nhỏ hơn số vốn điều lệ còn gốc thiếu. Còn trường hợp đây là ví dụ như là mình góp vốn ở vốn điều lệ 10 tỷ mà mình góp 9 tỷ để còn thiếu 1 tỷ, sau đó mình đi vay 3 tỷ, có phải là 3 tỷ đó nó lớn hơn cái số vốn điều lệ mà còn góp thiếu 1 tỷ không? Vậy trong trường hợp này thuế hướng dẫn mình như thế nào? Thì các bạn xem nè, nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay, tức là trong năm vay ở nhiều ngân hàng hoặc là vay một ngân hàng nhưng mà nhiều khế ước vay, gọi là nhiều khoản vay, thì chi phí lãi vay không được trừ, được tính bằng phần trăm giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền đi vay nhân với lại tổng lãi vay. Như vậy là nó có ba cái tham số, các bạn phải tính ra được ba tham số. Tham số thứ nhất là vốn điều lệ còn thiếu, tham số thứ hai là tổng số tiền vay trong năm, và tham số thứ ba là tổng số tiền lãi vay. Chúng ta tính ra ba cái tham số này, chúng ta nhân lại là nó ra. Nhớ là phát sinh nhiều khoản vay nha. Rồi, như vậy tôi ví dụ cho các bạn xem, các bạn tính giùm tôi ba cái tham số này. Số vốn điều lệ còn thiếu nè, tức là số vốn điều lệ mà còn gốc thiếu á, và tổng số tiền vay trong năm và tổng số tiền lãi vay phải trả trong năm. Ok, rồi. Công ty A nè, vốn điều lệ là 5 tỷ, đã góp 4 tỷ rồi còn thiếu 1 tỷ. Công ty có vay hai khoản trong năm để hoạt động như sau. Thứ nhất là 1 tỷ á là với lãi suất 10% và 1 tỷ với lãi suất 12%. Như vậy các bạn thấy rõ ràng rồi không? Công ty này thiếu có 1 tỷ thôi nhưng mà đi vay tới 2 tỷ, vậy là nó thỏa mãn trong cái trường hợp này là số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu. Được chưa bạn? Và phát sinh nhiều khoản vay, như vậy là phát sinh hai khoản vay là khoảng 10% và khoảng 12%. Như vậy là mình tính được là tổng số tiền vay là công ty này phát sinh tổng tiền vay là tới 2 tỷ lận. Rồi, đó là một tham số. Một tham số đây là 2 tỷ được không các bạn? Rồi. Vốn điều lệ còn thiếu là 1 tỷ, như vậy hai tham số rồi. Chúng ta tính tham số thứ ba, tổng số tiền lãi vay. Tổng số tiền lãi vay tương ứng với lại lãi suất 10% và lãi suất 12% là đây các bạn, 100 và 120. Như vậy tổng số tiền lãi vay của mình là 220. Rồi, vậy có ba tham số rồi thì chúng ta ráp vô thôi. Lãi vay không được trừ bằng 1 tỷ thiếu nè chia cho tổng tiền lãi vay là hai à, tổng số lãi vay à, tổng số tiền vay trong năm là 2 tỷ nè, mà nhân cho tổng số lãi vay phải trả là 100 cộng 120 là 220. Như vậy ra 110. Như vậy là chi phí lãi vay mà thuế không chấp nhận là 110. Như vậy chi phí lãi vay mà thuế chấp nhận là 110. Ok. Tổng chi phí lãi vay là 220 triệu nhưng mà thuế không chấp nhận có 110 thôi. Rồi, hiểu chưa? Như vậy với cái trường hợp này, nếu mà chúng ta phát sinh nhiều khoản vay thì chúng ta phải tính ba tham số. Tham số thứ nhất là vốn điều lệ còn thiếu, tham số thứ hai là tổng số tiền vay, và tham số thứ ba là tổng số tiền lãi phải trả trong năm. Là chúng ta ráp, chúng ta nhân ba tham số này lại, không phải là nhân ba tham số mà chúng ta lấy cái tham số là vốn điều lệ còn thiếu chia cho tổng vốn vay để nó ra cái tỷ lệ phần trăm, rồi từ đó chúng ta mới nhân cho tổng số tiền vay. Rồi, được chưa bạn? Bây giờ tình huống tiếp theo là cũng trong cái trường hợp là số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu á, mà trong trường hợp đây người ta chỉ nói là chỉ phát sinh có một khoản vay trong năm thôi thì khoản chi trả tiền lãi vay không được trừ bằng bằng cái gì đây? Số vốn điều lệ còn thiếu, đây là một tham số, nhân lãi suất của khoản vay, hai tham số, và nhân với lại thời gian
mà góp vốn điều lệ còn thiếu. Vậy chúng ta làm cho tôi ba cái tham số. Tham số là vốn điều lệ còn thiếu, tham số thứ hai là lãi suất của khoản vay, và tham số thứ ba là thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu. Ba cái tham số này nhân với nhau thì nó ra chi phí lãi vay mà thuế không chấp nhận. Rồi, được chưa các bạn? Vậy bây giờ tôi ví dụ cho các bạn xem đây. Công ty là vốn điều lệ 5 tỷ, cũng đã góp 4 tỷ mà còn thiếu 1 tỷ. Rồi, ok, ok, được không các bạn? Còn thiếu 1 tỷ. Bây giờ chờ năm 2015 nè, là mới vay 2 tỷ. Như vậy là phát sinh một khoản vay thôi, và lãi suất 12% trên 1 năm. Rồi, như vậy là tham số là lãi suất của khoản vay là có rồi nè. Rồi, số vốn điều lệ còn thiếu là cũng có rồi nè. Đây 1 tỷ nè. Và trường hợp đây là vay nè, lớn hơn, số tiền vay lớn hơn cái gì? Số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn góp thiếu. Rồi, ba tham số rồi nha. Vốn điều lệ còn thiếu là 1 tỷ nè. Lãi suất của khoản vay nè, 12% nè. Rồi, bây giờ chúng ta tính cái tham số thứ ba là thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu. Rồi, ok chứ các bạn? Nhưng mà là tới ngày 1 tháng 7 2015 là công ty góp thêm 1 tỷ. Như vậy là cái mà thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu á, là mình chỉ tính từ ngày 1 tháng 1 2015 cho đến ngày 30 tháng 6 2015, tức là 6 tháng các bạn. Như vậy là chúng ta có tham số thứ ba là 6 tháng. Vậy thì chúng ta ráp vô nè, số tiền chi phí lãi vay không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 là số vốn điều lệ còn thiếu là 1 tỷ nè. Rồi, cái này được rồi đúng không? Tham số thứ hai, lãi suất của khoản vay. Lãi suất của khoản vay 12% trên 1 năm, mình chia lại cho 12, tức là nó ra là 1 tháng. Được các bạn, là lãi suất của 1 tháng mình nhân cho số 6 đây là 6 tháng thì nó ra 60 triệu. Đúng không các bạn? Xem nhân nữa rồi nè. Bằng 1 tỷ. 1 tỷ là 123 nè, 123, 123. Nhân cho 12% thì nó ra lãi suất của 1 năm, mà mình chia lại cho 12 thì ra lãi suất 1 tháng. Từ đây mình mới nhân cho số 6 các bạn. Đó, thì nó ra là 60 triệu. Như vậy, chi phí lãi vay trong 1 năm của mình á là 240 triệu lận. Nhưng thuế không chấp nhận chỉ có 60 triệu thôi. Điều đó suy ra thuế phải chấp nhận chi phí lãi vay trong trường hợp của mình đây là 180 triệu. Như vậy cái 60 triệu này khi làm quyết toán thuế nhập doanh nghiệp chúng ta ghi vào B4. Những cái khoản mà lãi vay thuế không chấp nhận trong trường hợp đây chúng ta đưa vào B4 nha. Rồi, được chưa các bạn? Trên đây là tôi nói cho các bạn trong cái trường hợp mà nếu mà chúng ta chưa góp đủ vốn điều lệ mà có đi vay thì chi phí lãi vay thuế có được chấp nhận không? Mình chia ra hai tình huống. Tình huống 1 là nếu mà đi vay nhỏ hơn cái số tiền mà vốn còn góp thiếu á thì 100% chi phí lãi vay đó thuế không chấp nhận. Còn tình huống thứ hai, mình đi vay với số tiền nợ vay, gốc vay lớn hơn cái số vốn điều lệ mà còn góp thiếu thì nó xảy ra hai tình huống. Tình huống 1 là nếu mà mình có phát sinh nhiều khoản vay chứ không phải là một khoản vay thì lúc này cái chi phí lãi vay mà thuế không chấp nhận á thì các bạn làm cho tôi, tính cho tôi được ba cái tham số. Tham số thứ nhất là vốn điều lệ còn góp thiếu, chúng ta chia cho tổng số tiền vay trong năm là hai tham số thì nó ra tỷ lệ phần trăm. Từ đó chúng ta nhân cho tổng số lãi vay trong năm thì nó ra cái chi phí lãi vay mà thuế không chấp nhận. Trong trường hợp đây là chúng ta phát sinh nhiều khoản vay nha. Rồi, tình huống thứ hai là chúng ta chỉ phát sinh một khoản vay thôi mà cái khoản vay này nó lớn hơn cái số vốn điều lệ còn góp thiếu. Vốn điều lệ góp thiếu là 1 tỷ, chúng ta đi vay 2 tỷ chỉ có một khoản vay nữa thôi, có phải là lớn hơn chưa? Thì trong trường hợp đây chúng ta cũng tính ra được ba cái tham số. Tham số thứ nhất là số vốn điều lệ còn góp thiếu, chúng ta nhân với lại lãi suất mà của cái khoản vay đó
Rồi từ đó chúng ta mới nhân cho cái thời gian mà gốc vốn điều lệ còn thiếu á, được không? Từ lúc còn thiếu đến lúc mà làm sao các bạn, đến lúc mà góp đủ vốn, được chưa? Rồi, hy vọng qua cái video này sẽ giúp cho các bạn biết được trong cái trường hợp là chúng ta làm kế toán tại công ty mà có xảy ra trường hợp là góp vốn thiếu thì có đi vay thì chi phí lãi vay sẽ được tính như thế nào. Hy vọng cái video này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ vấn đề đó, được chưa? Các bạn cứ làm thực tế thôi nha, chứ đừng có mà công ty chưa góp vốn mà các bạn cứ hạch toán là góp vốn ảo là nợ gì 111 rồi có 411 số tiền góp vốn mà không có thật, rồi sau đó các bạn làm sao làm tiếp cái nhiệm vụ là nợ 1388 có 111 cho giám đốc mượn tiền để cho cái tiền mình nó bằng không, bên nợ 111 bên có 111 bằng không, rồi sau đó đi vay các bạn kêu là đã góp đủ vốn điều lệ thuế biết hết các bạn, được chưa? Các bạn thấy video này hay hữu ích cho tôi một like, comment và share, nhớ vào cái kênh YouTube bấm tự học kế toán, chúng ta đăng ký kênh đây, tôi làm lại cho các bạn xem, vô kênh YouTube nè, chúng ta bấm tự học kế toán, bấm vào đây, chúng ta thấy Tấn Hải Bùi này, chúng ta bấm luôn. Rồi chúng ta bấm vào cái đăng ký kênh góc bên tay phải màn hình nữa bạn, và bấm vào cái chuông để khi tôi ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên thấy cái video này, giúp cho tôi có tinh thần tôi làm nhiều video hơn cho các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn.